Thế là về qua có về còn nằm được một lúc. Tôi sẽ đọc cái chương trình nào của chúng mình lần lượt, những ai diễn trước diễn sau. Đầu tiên thì là nếu mà trời tạnh mưa thì chị em mình sẽ tập cùng với câu lạc bộ kia ở ngoài trời. Thế sau này là vào sân khấu thì sẽ một tiết mục cũng là một chọn lọc một số bạn đấy là dân vũ ở trên sân khấu. Xong rồi đến thứ hai là đến các bác. Vâng, đến các bác ở ở đoàn số ạ. Vâng. Xong rồi đến thứ ba là đến tiết mục của chị em Trung Bình, tốt con nữ đấy. Thế cho nên là Trung Bình nhá, khi mà ở trên đi vào cái là tất cả phải thay áo dài luôn. Thì các bác xong chỉ 5 phút 7 phút thôi mà nhanh lắm. Thế là chị đến Trung Bình luôn. Đấy, đến cái bài tập thể của tốt con nữ. Xong thì đến tôi hát dân ca một mình. Tôi hát xong thì đến một bạn của bên một Sông Mai. Ở bên đấy. Sông Mai. Một bạn trên Sông Mai hát, rồi đến bác hát Nông Thơ, đến bác hát Nông Thơ, xong rồi lại đến một bạn ở Sông Mai, xong rồi lại đến Nông Thơ, đấy, một tiết mục Nông Thơ rồi, vâng, thế xong rồi lại đến bạn là Hà nhá, Nông Thơ xong rồi đến Hà, thế là Hà thì là đến các bác ở tổ số, và cuối cùng chúng mình hát một bài. Đôi vòng tay lớn thì là cứ thế, là nhớ là cái chương trình là mình sau ai để mình chuẩn bị, chứ đừng có để cái tình trạng là đến lần mình rồi nhưng mà mình ở đâu ấy, lúc bây giờ chạy xuống đi gọi nhanh lên thì là nhá, quanh quẩn ở đấy. Và khi hát bốc ra nữa ấy thì là chúng mình chia ra ở bên tay phải thì các bạn cao, bên tay trái các bạn thấp, ta đi vào ta xem một cái là nó vào giữa mà bạn thấp trên mà cao đứng ở sau nhá. Chúng mình nhìn nhau, chúng mình chuẩn bị. Đấy là cái bài đấy. Mới dặn một cái nữa là khi chúng mình đấy, tất cả chúng mình mà đang ở sân khấu biểu diễn xong, kể cả bài dân vũ, kể cả nó hát xong rồi nhá, chúng mình mọi khi chị chào nhưng mà đừng chạy té xuống, chào đứng nguyên làm điệu để cho anh ấy quay này, anh ấy chụp tách thoải mái, bắt đầu bỏ tay xuống phải lên chào, mình phải ăn lấy cái ảnh chứ đừng có chạy té mà mất ảnh đấy nhá. Đấy, tất cả chúng mình phải chú ý, bất kỳ một bài nào chúng mình cũng thế, cứ lên hát múa xong bắt đầu mình đứng nguyên chào, ngồi nguyên nguyên chào, chụp xong đâu đấy rồi bắt đầu mình mới đi xuống nhá. Thế thì chúng mình không có thời gian chụp đâu, vào các chương trình, mọi chương trình trai hết cả một buổi nó quay vào ăn là hết, làm gì có chuyện được đi ra chụp ảnh, chuyện cố gắng ở trên sân khấu phải giữ chụp ảnh. Thứ hai nữa để các thì nó quay này, đẹp lắm. Là nó hết cái mạng 4G mình nó quay trực tiếp không được à? Cố gắng nhá. Quay, vâng, này có phải phát này, có 4G mới phát được kia. Có 4G thì phải phát trực tiếp. Nếu không quay trực tiếp thì phải lưu vào bộ nhớ rồi về phát sau. Lưu vào bộ nhớ xong về xong rồi phát sau. Gọi đi Châu vẫn anh quay đều mà làm sao hôm nay đi ở chỗ cái chỗ mình biết là không phát được nữa. Hết à? Hết không? Sợ hết tiền hả? Sợ hết tiền thì có khi hết tiền hết tiền nên thì nếu làm quái cướp thì không sợ, làm quái cướp không có hết tiền thì nó phải có nó báo cho mình. Vâng, em xin phép được có đôi lời xin phép các anh các chị cho em xin vài phút ạ. Vâng, em thay mặt chị em câu lạc bộ Trúc Mai của em xin cảm ơn tất cả các anh chị ở đoàn tàu không số ở chỗ anh Lưu Tiến Quốc sinh hoạt đã bớt chút thời gian vàng ngọc đến với câu lạc bộ giao lưu cùng với chị em chúng em, và em rất là cảm động. Những giờ phút này gặp các anh các chị em rất là cảm động, không biết nói gì hơn, em rất là vui phấn khởi. Thay mặt chị em, em cảm ơn tất cả các anh các chị ở đoàn tàu không số cùng các chị em ở câu lạc bộ Trúc Mai mình rất cố gắng tâm đầu ý hợp cùng nhau xây dựng câu lạc bộ Trúc Mai để ngày hôm nay có một cái sân chơi và có một cái buổi rất là vui vẻ. Em thay mặt chị em cảm ơn tất cả các anh các chị đoàn tàu không số rất rất nhiều ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sau đây em cũng xin phép các anh các chị là đến giờ xuống dưới văn nghệ, đến giờ trong hội trường thì các anh chị em mình là cứ coi như là thể hiện hết mình ạ. Vâng, thế coi như là các anh các chị cố gắng vui vẻ hết mình cùng với này câu lạc bộ, hai câu lạc bộ Chúc Mai và Song Mai chị em chúng em ạ. Xin trân trọng cảm ơn các anh các chị rất nhiều ạ. Xin cảm ơn chú Tài ạ, thay mặt chị em cảm ơn chú Tài rất nhiều. Vâng, cảm ơn các bác ạ, bác làm chương trình ạ. Vâng, bác phóng viên làm chương trình. Em chúc sức khỏe tất cả các bác, các anh các chị cùng gia đình mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng ạ. Với tinh thần ngày hội của chúng ta vô cùng vui vẻ và đầy ý nghĩa, mà các sự chuẩn bị của chị em chúng ta là rất là vất vả bao nhiêu ngày hôm nay rồi. Thế hôm nay mới có ngày vui như thế này thì cũng mong là tất cả các chị em là chúng ta hết mình và biểu diễn xuất sắc và biểu diễn dặn như thế nào chúng ta làm như thế. Chị Mai đã truyền đạt, các chị em cố gắng. Và khi mà biểu diễn thì đề nghị các chị em là chúng ta không xô đẩy lấy nhau mà đi lên là nó rất là duyên dáng. Thế và cùng nhau thể hiện những cái bài hát nó tươi tỉnh lên và những cái động tác cầm mic như nào cho nó chuẩn. Và thế thì chị Mai đã dặn dò rồi thì em cũng không dám nói gì hơn, nhưng mà cho em được xin thay mặt cho ban tổ chức được xin giới thiệu, trân trọng giới thiệu với lại chủ nhiệm câu lạc bộ và tất cả các chị trong câu lạc bộ. Hôm nay về dự với hội nghị thì tí nữa sẽ giới thiệu, nhưng mà hôm nay có các anh các chị trong đoàn tàu không số là có anh Đỗ Hữu Bình là chủ tịch hội, Kiều Trinh Linh, Vân Hải An, vâng ạ. Thứ hai là anh Nguyễn Danh Xuyên, phó chủ tịch hội tàu không số, ra mắt để chị em biết. Thứ ba là anh Lưu Tiến Quốc ạ. Qua đây. Thứ tư là anh Đức Long trong ban chấp hành, và có hai chị công nhân của hai anh Xuyên và anh Bình. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Để cái chương trình hôm nay thì em cũng xin tóm tắt qua cái những cái sự kiện của buổi chiều ngày hôm nay. Thì cái lễ diễn đàn thể dục thể thao tất cả ngày chiều hôm nay là có 5 cái sự kiện chính. Thứ nhất là em thay mặt cho câu lạc bộ chào hỏi và giới thiệu khách quý. Tiết mục thứ hai là tiết mục văn nghệ để chào mừng đại hội. Tiết mục thứ ba là tiết mục giới thiệu các vị lãnh đạo cũng như các vị khách quý đến tặng hoa cho chủ nhiệm và cá nhân và chủ nhiệm câu lạc bộ, đại diện cho chị em hội viên Song Mai và Trúc Mai. Sau tặng hoa, chúng ta sẽ tổ chức giới thiệu chị Đặng Huyền, giới thiệu chủ nhiệm lên đọc diễn đàn và khai mạc sau cái tiết mục văn nghệ. Thì báo cáo là sau mà chủ nhiệm mà nhận hoa và nhận quà rồi đó, thì đọc diễn đàn xong ấy thì là sẽ trân trọng giới thiệu là chị Đặng Huyền lên đại diện với chị em để phát biểu cảm tưởng cho thay mặt cho chị em trong câu lạc bộ. Thế và tiết mục thứ tư là tổ chức sinh nhật, sự kiện sinh nhật thì cũng rất là long trọng, lúc đấy là chủ nhiệm sẽ tổ chức đốt nến và cắt cánh và rót rượu, và lúc đó thì cũng trân trọng tất cả các anh trong đoàn tàu không số sẽ lên cùng với chủ nhiệm và chúng em để tổ chức sinh nhật, bởi vì là cũng là nhân thể cái sinh nhật và cái là ngày 20 tháng 10 của chị em chúng em, cho nên là chúng em cũng rất mong muốn là được cái sự tình cảm của các anh đã quan tâm đến cái ngày hôm nay của chúng em, và các anh luôn luôn là những bờ vai vững chắc để cho chúng em dựa. Thì chúng em cũng rất mong muốn cái tình cảm quý báu này, thì em cũng trân trọng là cũng mời tất cả các anh các chị là lên tổ chức sinh nhật cùng với câu lạc bộ chúng em. Mặn đắng bao la anh em ta về gặp nhau mừng như mãn quay cuồng trời rộng, bàn tay ta nắm mời tròn một vòng Việt Nam, cờ vui nỗi ngày rằng máu môi con tim đồng loại và tình người trong ngày mới thành u lưu hương pha vơi vời, người dễ đôi linh thiêng vào đời và từng người lỡ trên môi từ băng vô lang lối miền nắm tay ta đi từ đồng ruộng đến núi đồi vừa khát treo leo
đèo từ quê lại mãi ngần. Ai sông tắm nơi dần một vòng quê sinh. Sông tắm nơi dần một vòng quê sinh. Xin hát ạ.